Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước về những vi phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án Metro Bến Thành – Suối Tiên, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có những sai sót trong quá trình thực hiện, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, nhưng chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Tường vây của gói thầu CP1A bị giảm độ dày từ 2m xuống còn 1,5m. Tuy nhiên, theo ông Lê Nguyễn Minh Quang, trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, việc giảm độ dày tường vây có lý do hợp lý. Chỉ có riêng cái đoạn mà từ cái tiếp giáp gần Baxter cho tới Năm Cờ Khởi Nghĩa đó là coi như tăng lên 2m. Trong khi đó ở cái đoạn này đó thì cái khu nhà dân như vậy nó cách xa cái tường vây từ 7 cho tới 10m. Trong khi đó ở cái khu vực trước cửa nhà hát thì thậm chí khách sạn Rex chỉ cách có hơn 1m thôi. Cũng theo ông Quang, sau 4 tháng làm việc, đến ngày 6 tháng 6 năm 2017, liên danh tư vấn trong đó có Nippon Coil là đơn vị tư vấn hàng đầu của Nhật Bản đã trình lại cho Ban Quản lý Đường sắt bản vẽ thiết kế thay đổi và chấp nhận tường vây đảm bảo an toàn. Ban Quản lý Đường sắt và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mời hai đơn vị tư vấn hàng đầu trong nước là công ty Sao Việt, bao gồm những nhà khoa học của Trường Đại học Xây dựng và công ty tư vấn công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải để thẩm định khả năng chịu lực của công trình. Theo trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì độ dày đoạn tường vây thuộc gói thầu CP1A bị thay đổi thiết kế có chiều dài khoảng 170m, kéo dài từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến đường Baxter chứ không phải là thay đổi thiết kế của toàn tuyến. Theo thiết kế thì toàn tuyến ngầm này độ dày của tường vây là 1,5m. Bên cạnh đó, việc thay đổi thiết kế này cũng đã được đơn vị tư vấn nghiên cứu rất kỹ và hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng thi công của công trình. Trước cái thời điểm tôi nhận công tác, hiểu rằng mình được tổ chức thẩm định có nghĩa là mình được thẩm định, có cái hiểu sai về cái câu chữ trong cái văn bản, nên anh em sau khi có kết quả thẩm tra thì trình cho lãnh đạo của Ban Đường sắt để ký thẩm định luôn. Và nó nhiều hạng mục chứ không chỉ riêng gì tường vây. Cho mãi đến năm 2017 thì sau khi làm việc với các sở thì mới phát hiện ra cái việc này. Thành ra là Ban Đường sắt cũng chủ động báo cáo. Ông Quang cũng cho rằng việc điều chỉnh thiết kế tường vây đã giúp tiết kiệm khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương 93 tỷ đồng và rút ngắn thời gian thi công hơn 5 tháng và được khẳng định trong báo cáo kiểm toán số 725 ngày 20 tháng 12 vừa qua.